Chào mừng anh chị đến với kênh Cờ Thế Thực Chiến. Hôm nay em xin giới thiệu với anh chị ba trận cờ rất hay vừa diễn ra chiều nay, ngày 8 tháng 10 năm 2023. Mời anh chị xem, trận đầu tiên, thần đồng Việt có nickname là Lê Thị Thơ cầm đỏ đi tiên, Triệu Hâm Hâm cầm đen đi hậu, chúc anh chị xem cờ vui vẻ.将军。
将军。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 Chơi đến đây sát cục, Triệu Hâm Hâm buông cờ nhận thua, mời anh chị xem ván thứ hai. Lê Thị Thơ cầm đỏ đi tiên, Triệu Hâm Hâm cầm đen đi hậu, mời anh chị xem.将军。
将军。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 
将军。Chơi đến đây thế trận khó chống, Lê Thị Thơ buông cờ nhận thua. Mời anh chị xem ván thứ ba, Triệu Hâm Hâm cầm đỏ đi tiên, Lê Thị Thơ cầm đen đi hậu, mời anh chị xem.将军。
将军。将军。将军。将军。将军。
将军。将军。将军。将军。将军。Chơi đến đây mất xe hoặc sát cục, Triệu Hâm Hâm buông cờ nhận thua, video em xin kết thúc ở đây, cảm ơn anh chị xem video của em, nếu thích anh chị, nhớ bấm đăng ký bấm chuông, em sẽ tìm video hay nhất, mới nhất phục vụ anh chị, xin cảm ơn anh chị, chào anh chị ở đây, hẹn gặp anh chị ở video sau.